đấy. Và cái thời đấy thì đối với nhiều bạn thì các bạn ấy có máy tính, các bạn thường chơi game đúng không ạ? Vâng, rồi. Nhưng mình có một điểm kỳ quặc này, mình khi mình sở hữu cái gì ấy, thì mình luôn luôn muốn biết là trong nó có cái gì và hoạt động như thế nào. Xưa ấy có những cái Win 98, Hoàng chắc còn nhớ không ạ? Win 98, Windows 98. Windows 98 như lỡ cùng năm sinh với cả Hoàng luôn. Hoàng sinh năm 98 đúng không? Em 2000 đấy cơ. Thế à? Win 2000. Quê ở đấy. Chắc là anh em đã còn nhớ thì thứ 6 tuần vừa rồi chúng mình vừa livestream lắp một bộ máy dành cho anh đồng nghiệp cũ của chúng mình, anh Việt. Đấy thì bây giờ chúng mình gọi là chuẩn bị hành trang để đi sang nhà anh ý, gọi là đến dinh thự anh ý để ship hàng rồi. Nhưng mà anh ý vừa chốt thêm đó chính là một chiếc arm human motion chuyển động của lá người đấy, và một chiếc bàn phím cơ không dây FL eSports nữa. Thế là bây giờ mình cùng vào kho và lấy đồ rồi nhá. Ok, bàn phím FL eSports mã 59. À đây rồi. Khu vực này là khu vực giải của các bàn phím này, thì đây sẽ có bàn phím của FL eSports đây. Đấy, chiếc FL980. Còn arm của Human Motion cũng ở kho này, nhưng mà bây giờ các anh kỹ thuật đã để sẵn cho mình đây rồi. May quá. Đi rồi. Rồi. Ok. Bây giờ thì cùng mình gọi là ship hàng đến nhà anh Việt nhá. Ok, thì mình đã vừa ship hàng đến tới gọi là dinh thự của anh Việt rồi. Bây giờ mình sẽ cùng bê vào gặp anh ấy nhá. Nhà anh ấy công nhận là đẹp thật đấy. Ôi trời ơi. Đây, anh em có thể thấy cửa gỗ rất to, rất khổng lồ đây. Cúp. Anh Việt ơi. Đây. Ôi, em chào anh. Ôi. Chào Hoàng. Hôm nay thì bọn em đã gọi là đem cái bộ máy hôm trước lắp livestream anh ạ. Uầy. Bây giờ thì anh có thể dẫn bọn em lên trên phòng không? Vâng, với bạn anh em quá được rồi. Thì sẽ cô sẽ anh em bên luôn. Vâng. Đi ạ. Ok anh em ơi, thì bây giờ mình đã có mặt tại phòng ngủ của anh Việt rồi. Thì cũng là gọi là phòng ở gaming luôn. Thì đây là cái setup cũ của anh Việt. Anh có thể giới thiệu qua về cái bộ máy tính cũ này được không? Đây là bộ máy tính mà mình đã mua được khoảng 10 năm. Và cấu hình của nó là chiếc i5-3450. RAM 16GB và ổ cứng D để cài Win là chỉ là 120GB. Và cái ổ thì mình đi lưu trữ dữ liệu là ổ cứng HDD thông thường 2T. Đấy, và cái setup này đã đi với mình được 10 năm rồi. Và đến hiện tại, đến thời điểm hiện tại ngày hôm nay, khi mà Hoàng và tất cả các bạn ở đây thì nó vẫn đang phục vụ mình rất là tốt. Bởi vì là mình chỉ có chơi đúng một game đấy là LOL vào buổi tối thôi. Cái này là màn Full HD đúng không ạ? Màn này màn Full HD thì cái màn này thì mình mới sắm cái đây khoảng nửa năm. Bởi vì là đợt đấy thì Hacom có sale rất là mạnh cái model này. Thế là mình mới có cơ hội để sở hữu một chiếc màn có tần số quét 140Hz đấy. Cái chiếc ngày xưa đó là mình không có biết màn 140Hz là gì đâu, mà mình chỉ dùng cái màn gọi là Dell P2314 ấy. Tức là cái màn đấy nó ra đời khá lâu rồi. Mặc dù nó tên là P2314 nhưng nó xuất hiện được trên thị trường Việt Nam khoảng 2013, tầm giữa năm cơ. Đấy. Thế đợt đấy thì mình mua cái màn đấy thì cũng là một cái màn rất tốt, và mình cũng cảm thấy rằng là nó đáp ứng đủ nhu cầu của mình. Đấy, như về sau thì sau thời gian mình chơi và mình muốn trải nghiệm được một cái màn cho 140Hz thì đúng vào cái thời điểm cái đây nửa năm thì Hacom đã gọi là may mắn sale cái màn LG này. Đấy, thế là mình đã có cơ hội để lấy nó về và trải nghiệm. Đấy. Thế tại sao lại trong thời điểm bây giờ là 2022, sau 10 năm anh lại quyết định nâng cấp nó lên? Mặc dù là theo như anh bảo là anh không cần phải chơi quá nhiều game, anh chỉ chơi mỗi điện thoại ở độ phân giải Full HD 144Hz. Đúng rồi, tại vì có một điểm như thế này này. Thì từ nhỏ đến lớn ấy, mình là với người luôn luôn là rất thích là tìm hiểu về công nghệ và những cái gì mới ấy, hay là những cái gì nó đặc biệt ấy, thì mình luôn luôn gây ấn tượng tốt với mình. Và ngày xưa thì không biết mọi người như thế nào, nhưng mà riêng đối với mình ấy, thì cái quan điểm khi sử dụng máy của mình ấy là mình muốn luôn luôn muốn là mình hiểu biết về nó. Và cái máy tính đầu tiên của mình là vào năm 98 cơ. Cái thời đấy thì ít người có máy tính, mà mình đã được bố mẹ là tạo điều kiện cho sở hữu một cái rồi. Đấy, và cái thời đấy thì đối với nhiều bạn thì các bạn ấy có máy tính, các bạn từng chơi game đúng không ạ? Vâng, rồi. Nhưng mà mình lại có một điểm kỳ quặc như thế này, mình khi mình sở hữu cái gì ấy, thì mình luôn luôn muốn biết là trong nó có cái gì và nó hoạt động như thế nào. Đấy, và rất nhiều lần ngày xưa ấy có những cái Win 98, Hoàng chắc còn nhớ đúng không? Win 98, Windows 98. Em biết Windows 98 Hoàng. Windows 98 như lỡ cùng năm sinh với cả Hoàng luôn. Hoàng sinh năm 98 đúng không? Em 2000 đấy cơ. Thế à? Win 2000. Quê quá. Ở đấy thì nói chung là như thế. Cái thời đấy là Win 98 với VP này. Thì nó ngày xưa thì Windows nó hay bị lỗi, hay bị virus. Đấy thì phải cài đi cài lại rất nhiều lần.
Thế là mình mỗi lần cài phải là nhờ những cái anh kỹ thuật viên của cái công ty máy tính ngày xưa xưa đấy, bây giờ chắc là không còn nữa rồi. Đến và anh ấy cài lại cho, và nhưng mà mỗi lần cài thế mình cảm thấy rất bực mình. Thế là mình mới bắt đầu, mình bảo là bây giờ mình phải làm thế nào, mình tự làm. Thế bắt đầu cái đầu tiên là mình tìm hiểu chính là cách cài WinUnit. Đấy, thế là mình cũng cài được. Xong về sau máy nó bị hỏng RAM này, xong hỏng cứng này, cái máy đầu tiên đấy. Thế là mình cũng khá là bực mình, mình lại tháo tung ra để xem tự trong nó có cái gì và nó hỏng cái gì, nó cháy cái gì hay là nó chụp chặt cái gì để mình khắc tự khắc phục. Đấy, thế là cái gọi là cái đam mê về máy tính ấy, và cái sự hiểu biết của mình là nó đến từ cái việc mình tự trải nghiệm. Đấy. Nói chung ấy, tóm lại ấy, thì mình giải thích hơi rông dài đúng không? Nhưng mà đến năm nay là 10 năm trôi qua rồi ấy, thì mình thấy là lần này là đời Intel đời thứ 12 ấy, thì nó lại đem lại cho mình cái cảm giác giống hệt như hiểu cái đời 10 năm. Đấy là cái sự hào hứng và cái sự gọi là cảm giác được là họ đã có những cái nghiên cứu và những cái lao động vượt bậc hơn so với những cái thế hệ tiền nhiệm. Đấy, thế là lý do mình đã quyết định là nâng cấp cái dàn máy của mình để mình hàng tối mình về mình chơi LOL và mình thỉnh thoảng mình làm một số công việc liên quan đến sổ sách nữa. Rồi, thế thì bây giờ thì nói về nâng cấp, chúng ta cùng bắt đầu nâng cấp nhé. Rồi, bây giờ đây chúng ta sẽ có là một chiếc bàn phím của Duroc này và một chiếc chuột Logitech. Em thấy trong này anh cũng chưa có chuột chiếc gì nhỉ? Chuột thì mình nghĩ đến được đến đấy rồi, mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc chuột ở đây. Mình chưa lôi ra. Đây là con chuột Gladius phiên bản thứ 3. Gladius Wireless luôn. Bây giờ mình hãy cùng gọi là setup lại cho anh Việt cái bộ máy này nhá, để trong thành một góc gaming đỉnh luôn. Ba đỉnh, cháy luôn, đỉnh trong năm 2022. Đỉnh trong năm 2022. Còn năm sau nào thì không biết. Ok. Cũng bắt đầu thôi nào. Ôi trời. Cái máy tính này thì nó cũng không đến mức nặng lắm. Mình cứ cất tạm thôi, tí nữa xem anh Việt anh ấy cất đi đâu. Bây giờ thì unbox bộ máy tính. Không, ubi. Bây giờ là tại vì là em lắp arm đúng không? Phải có hai kiểu phải lắp arm. Một là lắp arm theo kiểu là lắp nó dọc đây này. Thì lắp để dọc đây này thì cái màn hình nó sẽ hơi cong cong một tí như này. Đấy, thì nó sẽ có thể kéo ra kéo vào thoải mái. Hai là cái trường phái là kiểu màn nó bay bay ấy, thì nó sẽ chân ở bên ngoài bên này. Đấy, màn bay ở chân ngoài bên này. Thì cái màn nó sẽ ở đây và nó sẽ không có chân gì đấy cả, mà cái chân nó sẽ ngoài màn này. Nghe có vẻ hợp lý. Màn anh thi mà bay đúng không? Nhưng mà em thấy như thế nào, cảm thấy là thôi, cái chính là tại vì nhà anh đang có cửa sổ. Đấy, thế nên là màn bay em nghĩ thế đẹp hơn, thấy hay hơn. Nếu mà đó là cái điều em muốn. Anh cũng phải điều anh muốn chứ, anh cười nhỉ? Anh ví dụ giả như em là em chơi game thôi, em bắn FPS ấy. Đấy thì em hay dí màn sát vào thì em mới để ở giữa để em kéo nó ra và sát ở đây. Tại vì khi mà màn bay đấy, nếu mà anh kéo ra ấy, nó sẽ hơi sang chỗ chó này. Đấy. Thế, nhưng mà anh chắc chắn anh sẽ chỉ để ý một chỗ đúng không? Chỉ để số lên xuống mà xoay thôi. Thế thì màn bay. Chúng mình hiện tại thì đã lắp gọi là hoàn thiện xong gần như đến 99% cái bộ máy anh Việt chúng ta rồi. Thì arm ước các kiểu này, máy tính đã lắp này, dây riêng đi đầy đủ luôn này, bàn phím chuột này và mọi thứ đã đều được đặt hết lên trên này. Đấy, thực sự đây là một trong những bộ setup mình cảm thấy rất là hài lòng và cảm thấy vô cùng là đẹp đẽ. Nhưng mà anh Việt ơi, em thấy cái quả ghế này 15 tuổi nhìn trông hơi cũ, anh có ghế mới không? Anh cũng nghĩ đến cái điều này rồi. Thì anh có một cái ở đây thì các em lắp luôn cho anh được không? Đây. Ủa, anh ghế mới luôn rồi, chưa lắp à? Ừ, chưa lắp. Chưa lắp à? Rồi, đây để em hỗ trợ lắp luôn cho anh này. Hôm nay Hoàng quá đa năng luôn, anh có lời khen về vấn đề này. Rồi, mọi thứ đã có thể gọi là xong 100% rồi. Cái chiếc ghế sau một khoảng thời gian hơi chật vật một tí, nhưng mà chiếc ghế đã hoàn thiện và anh Việt bảo là ghế này ngồi very nice, rất là sướng. Và bây giờ thì hãy cùng để cho anh Việt xem là trải nghiệm cái setup, góc setup mới nó sướng như nào, nó tuyệt vời như nào nhá. Mời anh vào. Ok, đây. Cảm ơn Hoàng.
Đây, em đây là cái ghế mà em vừa lắp cho anh Phong không? Đúng rồi anh ạ. Đây, mời anh ngồi. Rồi, cảm ơn em. Anh ngồi nhá. Chúng ta bật máy đúng không? Vâng, bật máy. Wow. Bộ máy đẹp quá đúng không anh? Bộ máy 10 năm của chúng ta bây giờ mới có. Đây, đây Hoàng bóc hộ anh luôn. Thì anh đây. Sẽ dành cái vinh dự này cho Hoàng. Để Hoàng là người cùng anh em phòng phát triển cho anh hỗ trợ anh rất là nhiều trong cái vấn đề này. Wow. Ui. Đẹp quá, đẹp quá. Một trong bộ máy mà chúng mình cảm thấy gọi là tự hào nhất cho hiện tại. Không phải bộ máy mà gọi là setup tự hào nhất cho hiện tại. Với những sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Ví dụ như là toàn bộ những thiết bị gaming gear và các tai nghe đều là không dây. Cái arm thì cũng vô cùng là đẹp đẽ và rất là tuyệt vời. Đồng thời bộ PC thì cũng có một bộ PC cực là đẹp. Anh Việt thấy thế nào về gọi là cái trải nghiệm được gọi là mua hàng tại chính công ty của mình nhỉ? Đó là cái cảm giác vô cùng tuyệt vời. Đã khi mà mình đã bắt đầu trở lại và cái setup của mình là được mua từ chính bên Hà Com, không có gì đáng để tin tưởng hơn. Nhất là lại còn được anh em hỗ trợ và anh em xử lý cho bộ máy như này, đấy là một cái điều vinh dự và không phải ai người ta cũng có thể có được cái vinh dự này. Dạ. Thì đấy là một điều mình cảm thấy rất là cảm kích và đó chính là cái minh chứng cho cái gọi là tình cảm tình cảm của anh em ấy. anh em chúng ta đúng không, và một phần đấy là tình cảm đối với Hà Nội Computer sau một thời gian đã đến năm nay năm thứ 7 gắn bó cùng với cả Hà Nội Computer rồi. Và bây giờ chúng ta đổi tên trên một con đường mới tên là Hà Com, hy vọng sắp tới là ở vị trí mới, như mình đã làm ở vị trí mới mình sẽ có được những cái thay đổi mới và những cái trải nghiệm mới dành cho khách hàng cũng như là bản thân anh em ở phòng marketing truyền thông. Chúng ta sẽ có được thêm những sản phẩm mới để review cũng như là để mang đến những cái điều giá trị thực tế nhất cho khách hàng, và có lẽ là thời gian tới mọi thứ nó sẽ trở nên tốt hơn. Thế thì cảm ơn anh gọi là đã đóng góp cho công ty thêm nhiều hơn nữa. Cái đó là vinh dự của mình. Rồi, và cảm ơn anh em đã xem video này nhá. Nếu mà anh em thấy cái bộ setup này number one thì hãy bấm like và subscribe, và hy vọng là 10 năm nữa anh Việt sẽ lại update và mình sẽ được đóng máy cho anh ấy. Ok, cảm ơn Hoàng. Yeah.